Rồi, hôm nay đi đổ vấn nghe các bạn. Kéo đồng quân đi đổ vấn nè. Gặp ổi nó khỏe kìa. Ổi này đâu quan trọng mày. Ổi này ổi tự nhiên mà. Mưa gió nè các bạn. Quay cực khổ quá. Hôm nay mình ra mình dỡ mấy cái vấn của ông nội để lại nè. Lúc chân vậy sao xuống rồi xuống đi xuống đi kìa kìa hậu xuống rồi nè đó một con cá sấu. Dạ lên coi, đau gì rồi, phóng luôn nữa rồi. Nữa rồi. Sẵn nó mò cá luôn nha các bạn. Bão số 3 này mới vô bờ mà giờ mưa quá trời mưa rồi. Hay không muốn luôn. Ừ. Lần cái vấn lên ngay lúc chờ người cá chết hết rồi giờ kia hả nghĩa là kem bữa nay thành phố nó mới về nha các bạn bữa nay dắt nó đi săn bắt cá để có không có không hào có không kìa 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 lặn cái tay lại nè mày lặn với nó còn nằm ở đây nè hào hào có không lặn ra ngoài nó chứ mưa nó nhiễu quá trời nước rồi lặn từ đâu hôm á kêu hạ bùa bỏ bùa buộc đây nè ừ phan hả mở ra phan hả mở để vô bờ không mà mở cái túi ra thì ông sáu thôi kìa sáu thôi kìa có không lần lại cái lấy đưa thùng xuống rồi có không rồi nhóc chân kìa kệ bỏ chuột giống đi cái bạn á cá bự không ồ quá trời cá luôn kìa tốt tâm nó nghe cái thứ nhất nè các bạn cái này đỡ đỡ được cũng bụng bọn mà cắm đầu cắm mày mới cuốn ngậu để lại mà bọn rồi đó mưa hổm ngày mưa 2-3 ngày nay mà làm gì không có được gãy gan hả làm gì gãy gan chưa hả
Có không? Ủa nhóc chân kìa. Ôi cái nó đầy luôn rồi. Quá trời rồi các bạn ơi. Mẹ trộm quá, trộm luôn trộm. Đổ dớn không nổi mà. Đồ mà màu dính trứng lo kiến luôn. Ồ hay ha. Ồ hết thịt rồi kìa. Có không? Đâu? Mở lên đi. Em cái hang lại nha. Em cái hang lại. Cái gà đó nó tọt hay lắm. Thì không phải. Đâu? Ông vô trời mình lên vậy nè. Thế nào? Đồ mà hay thôi. Dính cái lò kiến luôn. Trời ơi. Thế nào? Trứng nữa. Có gà đâu rồi? Gà rồi, nó lẻ rồi đó. Vậy hết rồi, đắng hết rồi. Không bắt kiếm cá bự kìa, kêu bỏ vô, bỏ đi, trứng nó ăn gì. Đó về mình ấy á, làm dãy á, làm dãy đó con chua nó làm tiếng. Lẹ qua mấy nhỏ ơi, nhiều không? 5 cái đó. Trên đường đi về hôm nay đánh lớn rồi, thắng lớn luôn rồi. Rồi đứt cái giò luôn rồi. 4 ngày trong đó có miếng cà hi nó cắt ngay luôn. Đội hình quá trời đội hình này, nó đi rồi. Sống rồi. Sống bãi mà. Sống cúm á. Ủa chuông này em gà. Nãy rồi, nãy rồi, cái cầm hết thì sao vậy không? Hết nãy nãy đâu? Cầm sao kìa. Đưa đây kìa. Trời, không kết được nhiều ếch luôn. Quá đã rồi. Đâu? Cầm chút bỏ vô gọng. Thí vô đi. Thì mất dịch luôn hả? Thì sâm bồ nó hết pin rồi. Cái đất sạc không đủ pin.
Rồi bye các bạn nha. Mình làm mình quay tiếp nha. Chúc mình nấu nồi cơm siêu to luôn. Cá chốt khô quéo, cá lau kiến mình nấu canh chua. Ốc. Ốc bột xả.